Press Choice Award 2023, sự kiện độc lạ, quy tụ nhiều sao Việt và nhà báo. Vào tối qua ngày 20 tháng 6, trước thêm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sự kiện Press Choice Award 2023 đã chính thức diễn ra, thu hút nhiều nhà báo, phóng viên cùng loạt sao Việt nổi tiếng tham gia. Vậy đây là sự kiện gì mà có sức nóng đến vậy? Theo đó, Press Choice Award là sự kiện trao giải thường niên của giới truyền thông, hay còn được biết đến là Met Gala, phiên bản báo chí. 2023 là năm đánh dấu chương trình diễn ra lần thứ 10, nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực của nhà báo, những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời là nơi gặp gỡ, giao lưu và thể hiện cá tính của các nhà báo thông qua những phần thi thời trang vô cùng ấn tượng. Được biết, nhà sáng lập Press Choice Award không ai khác chính là Alex Lương, doanh nhân Lương Trọng Nghĩa, người đứng sau thành công của hàng loạt sao Việt, chương trình và sự kiện hàng đầu tại Việt Nam. Chính vì thế, khách mời tham dự sự kiện không thể thiếu những sao đình đám như Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, CEO Bảo Hoàng, Hoa hậu Ngọc Châu, siêu mẫu Quỳnh Hoa, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Phương Mỹ Chi, cùng hàng loạt cái tên hot hit khác với nhiều vai trò khác nhau tại sự kiện. Bạn có tò mò về những gì diễn ra bên trong của Press Choice Awards hay không? Hãy theo dõi chúng tôi nha, vì sẽ còn nhiều bất ngờ phía sau sẽ được bật mí.